Quý vị đang xem đá rất đẹp, làm cái bàn ngồi chơi để ở nhà Mara lại lốp làng lốp Gia Lai đẹp không quý vị? Đây là ngồi uống nước hoặc là uống cà phê, uống trà là tuyệt vời đấy. Đá làm bàn của Mara. Rồi. Không. Cái chân này. Cái chân làm chân này. Rất là bằng phẳng đẹp, nhưng là một cái bàn chiều dài chắc cỡ 2m 8 2m, rồi ngồi trên cái tảng đá. Quý vị xem cái tảng đá này, ai có nhu cầu muốn mua, ông chủ sẽ bán là 5 triệu. Các quý vị đại gia nào có muốn mua là hãy liên hệ với kênh YouTube của tôi, Chợt Cổ Bạc. Tảng đá đây là đang nằm ở làng Lốp, xã Gia Lê. Đây là làm để trong quán cà phê rất là tuyệt vời, hoặc là cái đại gia nào đó muốn có nhu cầu muốn mua hãy liên hệ kênh YouTube của tôi. Quý vị xem video clip của tôi, nhớ like và đăng ký subscribe cho tôi nhé. Tôi xin cảm ơn. Tôi dừng video clip ngay tại đây.